Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc họp bí mật với Abramovich, bạn thân của Putin. Thêm chi tiết về sứ mệnh của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder vừa diễn ra tại Moscow, và đây là một chuyến đi hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh nơi diễn ra cuộc gặp bí mật của cựu thủ tướng Đức với nhà tài phiệt Nga, vốn là bạn thân của ông Putin. Tại Nga, các nhà tài phiệt thường rất quan tâm đến các chính trị gia hàng đầu, thậm chí họ còn trả tiền để có thể ủng hộ, bỏ phiếu cho những người này bằng cách này hay cách khác. Và chuyến đi bí mật của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder, 77 tuổi, đến Moscow ngày càng trở nên bí ẩn và có rất nhiều chi tiết đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng. Truyền thông đã phát hiện ra rằng người đàn ông và nhà vận động hành lang khí đốt cho Điện Kremlin này, người từng là thủ tướng của Đức, đã gặp gỡ không chỉ với kẻ chuyên quyền Nga Vladimir Putin, 69 tuổi, mà còn với nhà tài phiệt của Điện Kremlin. Đây là hình ảnh nhà tài phiệt Nga Abramovich trong một lần gặp gỡ Putin, và họ thường xuyên có mối quan hệ rất gần gũi với nhau. Cuộc họp bí mật diễn ra trong đêm thứ Năm đến thứ Sáu tại khách sạn Novokempinski gần Điện Kremlin. Đây là khách sạn hạng sang của hàng đầu tại Nga, thường dùng cho những chính khách lớn và các nhà tài phiệt ở đây. Giống như Schröder trước đó, ông Abramovich được đưa vào khách sạn qua một lối đi phụ. Cuộc trò chuyện kéo dài vài giờ đồng hồ diễn ra trong căn phòng sang trọng số 405 Kremlin Lux của ông cựu thủ tướng Gerhard Schröder với giá thuê mỗi đêm 650 euro. Đây là hình ảnh vợ của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder, bà Jonion Kim, dường như đang cầu nguyện tại khách sạn ở Moscow cho buổi gặp với ông Putin sẽ đem lại hòa bình cho châu Âu và thế giới, khi chồng bà đang đi gặp lãnh đạo cấp cao của Nga này. Ở Moscow cũng có tin rằng Abramovich liên tục yêu cầu ông Putin ngừng chiến tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky, 44 tuổi, cũng đã đề xuất ông làm nhà đàm phán cho mình. Nhưng cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder không chỉ nói chuyện với Abramovich ở Nga. Ông cũng đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Nga trong cuộc đàm phán với Ukraine, bao gồm cố vấn Điện Kremlin và cựu Bộ trưởng Văn hóa Vladimir Medinsky. Ông này, 51 tuổi, là những nhân vật dường như được Putin tin tưởng trao cho sứ mệnh đi đàm phán với Ukraine. Đây là hình ảnh cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder, vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Nga và đặc biệt với ông Tổng thống Nga Putin. Và sau khi nghỉ hưu, ông cựu thủ tướng Đức đã sang làm cho hãng dầu khí của Nga. Chính xác những gì đã được thảo luận là câu hỏi cũng đặt ra xa, nhưng vẫn không rõ ràng. Ở Berlin cũng vậy, người ta không thể hiểu được điều đó. Theo thông tin từ truyền thông, thì Thủ tướng Đức Gerhard Schröder cũng đã đi gặp ông Putin, và bây giờ ông là cựu thủ tướng. Tuy nhiên, vai trò của ông với nước Đức và với Nga vẫn còn rất lớn. Còn người thủ tướng Đức đương nhiệm, ông Olaf Scholz, 63 tuổi, không muốn liên lạc với người tiền nhiệm của mình sau khi ông Schröder trở về từ Moscow. Không ai khác từ thủ tướng được cho là đã nói chuyện với ông Schröder cả. Thủ tướng đương nhiệm Scholz đang tập trung vào các cuộc đàm phán của riêng mình với những người đứng đầu chính phủ. Thông tin cho biết, hôm qua ông cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, 68 tuổi, và câu hỏi đặt ra tỷ phú bóng đá là ai? Với sự giàu có tột bực của mình, ông đã tạo ra thế giới tài phiệt của Nga bao quanh những chính trị gia, trong đó có Putin. Đây là hình ảnh tỷ phú Nga Abramovich sở hữu câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Anh, Chelsea FC. Tỷ phú Abramovich, 55 tuổi, có một mạng lưới công ty rộng khắp, thu về những khoản tiền khổng lồ vào kho tài sản của ông ta. Ông ấy cũng đã thành công trong kinh doanh ở Nga bắt đầu từ những năm 90, khi nước Nga dần dần chuyển đổi sang cơ chế thị trường và họ đã nhanh tay kinh doanh từ đó. Ông vốn kinh doanh ngành dầu mỏ, và vốn ước lượng của ông ta là 13,2 tỷ euro. Abramovich sở hữu lâu đài và biệt thự tại Đức, Pháp, Anh. Tại New York, anh ta cũng sở hữu 4 căn nhà mặt phố ở Manhattan. Ông cũng sở hữu một số du thuyền
máy bay phản lực riêng cho mình. Đây là biệt thự sang trọng của tỷ phú Nga Abramovich tại Anh. Năm 2003, ông ta đã mua câu lạc bộ bóng đá Anh FC với giá 210 triệu euro. Abramovich đã kết hôn và hai lần và có 7 người con tất cả. Bạn gái hiện nay của anh được cho là ngôi sao truyền hình Nga Alexandra, 25 tuổi. Kính mời các bạn xem bản tin Lính Nga quá đói phải đi cướp bóc thức ăn. Thủ đô Kiev đã chặn được bước tiến của quân Nga. Trong nhiều ngày qua, quân đội Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine, Kiev. Cho đến nay, người dân Ukraine cũng đã thành công trong việc ngăn chặn bước tiến của quân thủ. Các binh sĩ ở Kiev báo cáo về các phương tiện bị phá hủy của phía Nga, nhưng họ không rõ về số lượng và chiến lược của người Nga hiện nay ra sao. Được biết, Tổng thống Nga Putin dường như đang rất thất vọng vì kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh mà ông ta dự tính chỉ có 72 giờ. Nhưng hiện nay thì quân Nga đang bị sa lầy tại Ukraine. Đây là hình ảnh lính Nga bị quân đội Ukraine bắt và cho ăn uống, rồi gọi điện về cho bố mẹ. Với hỏa lực pháo binh liên tục, một đội lính Ukraine đã giữ vị trí ở phía đông bắc của Kiev gần làng Sikboit. Những người đàn ông canh gác trong đường cao tốc chạy từ phía bắc, đông bắc qua Rovay đến thủ đô Ukraine. Cho đến nay, họ đã có thể ngăn cản xe tăng Nga tiến tới Kiev. Một người lính có biệt danh là Topaz đang cầm khẩu Kalashnikov tự hào báo cáo qua máy bộ đàm giữa hai đợt pháo kích rằng: "Hôm nay, tinh thần của binh lính rất tốt. Hai ngày trước, chúng tôi đã đẩy lùi xe tăng Nga vài trăm mét." Và tiếp theo, một video về trận chiến do một máy bay không người lái của quân đội Ukraine ghi nhận cho thấy một đoàn xe khoảng 20 chiếc xe tăng của Nga, trong đó có nhiều xe đang tiến và di chuyển về phía nam trên đường cao tốc. Sau đó, đoàn xe bất ngờ bị nã tên lửa và lựu đạn. Xe tăng phía trước bị bắn trúng đầu tiên, sau đó một chiếc xe tăng ở phía sau cũng bị bận bốc cháy. Đoàn xe của Nga quay đầu và vội vã tháo chạy khỏi làng. Topaz báo cáo rằng, "Chúng tôi đã dùng xe tăng và súng phóng tên lửa bắn vào chúng." Sau đó họ ẩn náu trong những ngôi làng ở xung quanh. Với chiến dịch tấn công ồ ạt của quân Nga, nhưng bằng hình thức đánh trả lại ru kích rất hiệu quả của quân Ukraine, thì quân đội của Putin đang bị thiệt hại nặng nề. Đây là hình ảnh máy bay không người lái của quân đội Ukraine đã gây ra những vụ tấn công bất ngờ từ trên không. Ukraine thì có 5 người bị thương, 1 người nguy kịch. Theo một số binh sĩ Ukraine, ít nhất 2 xe của Nga đã bị phá hủy và một chỉ huy xe tăng của Nga đã bị thiệt mạng. Về phía Ukraine, chúng tôi có 5 người bị thương, một trong số đó đang nguy hiểm đến tính mạng. Binh sĩ Yelats cho biết như vậy. Kể từ khi tiến hành xâm lược vào ngày 24 tháng 2 đến nay, quân đội Nga đã chiếm giữ nhiều địa điểm chiến lược quan trọng ở Ukraine, đặc biệt là trên bờ biển phía Nam, cũng như phía Đông và phía Bắc của đất nước. Người Nga đang tiến về phía thủ đô Kiev chủ yếu từ phía Tây Bắc và Đông Bắc. Nhưng bước tiến đã bị chặn lại chậm một cách đáng kể và quân Nga đã bị thiệt hại vô số xe tăng cũng như nhân sự. Trong khi Nga gần đây cũng tăng cường các cuộc không kích, các chuyên gia quân sự ước tính rằng các binh sĩ mặt đất xung quanh Kiev hầu như không di chuyển trong vài ngày qua vì đợi không kích của không quân qua. Đây là hình ảnh đoàn xe quân sự dài trên 60 km của Nga đứng im trong nhiều ngày. Cách đây vài ngày, ở phía đông Kiev, xe tăng Nga đã tiến đến khu vực ngoại ô Prozhiny trong vòng vài km. Cư dân địa phương đếm được hơn 70 xe quân sự, trong đó có khoảng 40 xe tăng và khoảng 300 binh lính. Đoàn xe này hoặc ít nhất một phần của nó sau đó tiếp tục di chuyển về phía Pravony và Kiev và bị chặn lại bởi những người lính ở Skoy vào thứ Năm ngày 12 tháng 3. Và phía Ukraine cho rằng lính Nga đã bị điên hoặc nhận được thông tin sai. Kể từ đó, những người Ukraine đã suy nghĩ về chiến lược của Nga. Blesko, 27 tuổi, cho biết họ không thể thâm nhập vào Kiev với vài chục xe tăng. "Tôi không biết tại sao họ làm điều này. Họ bị điên hoặc nhận được thông tin sai lệch, hoặc họ chỉ muốn làm chúng tôi bối rối." Binh sĩ Ukraine cho rằng quân đội Nga đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp đối thủ. Họ phải cắm trại trong các ngôi làng vào ban đêm khi nhiệt độ gần như âm 10 độ. Petrov đã nói về những người lính Nga rằng họ không có thức ăn và phải cướp bóc nhà cửa để có cái mà
sống. Đây là hình ảnh lính Nga quá đói phải đi cướp bóc của người dân Ukraine về để ăn. Mặc dù vậy, người Nga đã tiến đủ xa để làm dấy lên lo ngại về việc Kiev bị bao vây hoàn toàn. Chỉ có những con đường đi về phía Nam là vẫn còn mở. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, thủ đô đang trong tình trạng bị bao vây. Và những người lính ở Skibot lo sợ rằng trước hết là cuộc không kích của Nga gây ra thiệt hại nặng nề. Resko tin tưởng chắc chắn rằng họ không có đủ quân hoặc thiết bị để chiếm đóng đất nước. Và những người lính Nga không đủ nhiều và ở rất xa nhà, cuối cùng thì họ sẽ phải bỏ cuộc vì kiệt sức.